Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng cười dưỡng baby, địa chỉ 15B Lạc Đông Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xin giới thiệu với các bạn về thương hiệu sữa Amazon số 4 của Hàn Quốc, chính hãng giá rẻ Hà Nội. Cường Dưỡng Baby là doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp đồ dùng cần thiết chăm sóc cho mẹ và bé tại số 15B Lạc Đông Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, là người đồng sáng lập thương hiệu đã có tên tuổi tại Hà Nội trong lĩnh vực kinh doanh đồ dùng mẹ và bé từ năm 2000. Đại lý lâu năm và các nhãn hàng đặc biệt tin tưởng, mặt hàng phong phú, chất lượng sản phẩm và giá thành cạnh tranh là các yếu tố Cường Dưỡng Baby đặc biệt quan trọng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh đồ dùng mẹ và bé, Cường Dưỡng Baby đã và đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hàng trăm nhãn hàng khác nhau, đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho khách hàng. Đại lý bán buôn của nhiều cửa hàng trên cả nước, ngoài các sản phẩm bày bán tại cửa hàng phục vụ bán lẻ, Cường Dưỡng Baby luôn sẵn sàng cung cấp nguồn hàng phong phú với số lượng lớn, bao gồm cả những mặt hàng khan hiếm trên thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tác bán buôn tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Cường Dưỡng Baby tự hào là đối tác trong nhiều năm liền của nhiều cửa hàng kinh doanh đồ dùng cho mẹ và bé trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Các đối tác bán buôn của Cường Dưỡng Baby hoàn toàn không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm và giá thành, bởi Cường Dưỡng Baby cam kết mang lại sản phẩm tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Sữa Amazon là một sản phẩm sữa của Hàn Quốc. Thương hiệu sữa này được các tổ chức trên thế giới kiểm nghiệm và chứng nhận về chất lượng dinh dưỡng cũng như độ an toàn cho bé. Bên cạnh đó là công nghệ sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo vệ sinh và diễn ra trong sự giám sát chặt chẽ. Chính vì vậy, các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sữa cho bé mỗi ngày. Sữa Amazon không chỉ là loại sữa dành cho bà bầu, mà nó còn là sản phẩm để trẻ nhỏ sử dụng hàng ngày. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé, thế nhưng có nhiều trường hợp bé vẫn phải dùng đến sữa công thức, thì sữa Amazon là giải pháp an toàn nhất. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tạo ra các loại sữa đầy đủ dưỡng chất cho bé sử dụng theo nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi loại phù hợp với từng trẻ. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả các loại sữa Amazon đó là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, khoáng chất cho cơ thể bé phát triển toàn diện, nâng cao trí thông minh cho bé. Sức khỏe là điều quan trọng nhất của bé, nên thường xuyên cho trẻ sử dụng loại sữa này để nâng cao sức đề kháng cho bé, giúp bé hấp thu tốt nhất. Sự đa dạng về các loại sữa trên thị trường cũng là điều khó khăn cho các bạn lựa chọn sữa. Tuy nhiên, sữa Amazon sẽ giúp bạn là một người mẹ hoàn hảo, sẽ giúp bạn chăm sóc bé toàn diện nhất. Cường Dưỡng Baby tự hào đối tác phân phối, bán buôn các dòng sản phẩm sữa trẻ em thương hiệu Amazon cho rất nhiều các cửa hàng, shop nhỏ khắp các Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Amazon số 4 là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi, sử dụng sữa bột nguyên chất, được làm từ nguồn sữa tươi lấy tại nông trại, không qua khâu lưu kho, sử dụng phương pháp đóng gói về khí nitơ để giữ chọn nguồn dinh dưỡng phong phú và duy trì hương vị tươi mới của sản phẩm. Amazon số 4 trải qua 367 bước kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm, với 67 thành phần dưỡng chất và có nguyên liệu tăng trưởng độc quyền từ sữa non, CBC, protein tăng trưởng từ sữa non. Sản phẩm mang lại năng tác động tốt cho sức khỏe của bé. Amazon số 4 không sử dụng đường, không sử dụng chất bảo quản, phụ gia sản phẩm, không sử dụng hương liệu, phát triển trí não, hỗ trợ tăng trưởng, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu, củng cố hệ tiêu hóa. Chú ý, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể, chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉ sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn của bác sĩ, pha chế theo đúng hướng dẫn cho trẻ ăn bằng cốc thì hợp vệ sinh. Liên hệ để trở thành đại lý đối tác bán hàng của Cường Dưỡng Baby, telephone 04-3828-1535, online 090-321-1318, 090-321-1318, email cườngduongbaby.vn@gmail.com. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm.